Thành những hàng ghế mà ban tổ chức đã chuẩn bị để chúng ta cùng ổn định bắt đầu cho chương trình khai mạc. Và trước khi đến với chương trình khai mạc, xin mời câu lạc bộ hát then đàn tính thành phố Buôn Ma Thuột chúng ta tập kết ở khu vực sân khấu để biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng. Anh ở đâu nhưng mà anh bây giờ không mà được rồi. Không bây giờ cái gì mà năm nay hôm nay nó không về đây. Thank you.
quý cùng toàn thể các đồng chí, chúng ta đang có mặt tại Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính thành phố Buôn Ma Thuột năm 2024. Lần đầu tiên Ngọc Lê xin được gửi đến toàn thể quý vị đang có mặt tại nơi đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hình thành vun đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với nhiều giá trị đặc sắc. Vì thế, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, gìn giữ và phát triển. Hát then đàn tính là làn điệu dân ca đặc sắc của người Tày Nùng ở các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Giai điệu then sâu lắng, có sức truyền cảm lay động lòng người. Âm thanh của đàn tính mượt mà, rạo rực, tạo nên hồn dân ca dân vũ đặc sắc. Với những giá trị nghệ thuật độc đáo của mình, then đã góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Tày Nùng trên mảnh đất Tây Nguyên nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng. Thực hiện kế hoạch 65 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số thành phố giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột năm 2024. Đó là lý do của chương trình khai mạc hôm nay. Bây giờ với chương trình khai mạc hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức liên hoan. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nông Hoàng Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Nguyễn Thị Xô, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi, thành phố thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Tiến Dũng, thành ủy viên trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Châu, Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức. Và ban tổ chức cũng xin được chào đón các đồng chí trong ban tổ chức liên hoan, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban đoàn thể của thành phố và các diễn viên đến từ 14 đội nhóm câu lạc bộ đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các đơn vị trên địa bàn thành phố cũng như là tỉnh Đắk Lắk đã về tham dự và có mặt trong liên hoan hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin được chào đón các đồng chí là phóng viên báo đài của tỉnh, của thành phố đã về dự và đưa tin. Ban tổ chức cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Hành và vũ đoàn Ba Giang đã có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự có mặt của toàn thể quý vị. Và tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thông qua quyết định thành lập ban tổ chức theo quyết định số 519 ngày 30 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố gồm các ông bà có tên sau đây. 1. Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban. 2. Bà Phạm Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố làm phó trưởng ban. Các thành viên gồm có ông Nguyễn Hữu Chuyên, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Đặng Văn Trung, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố. Ông Hồ Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố. Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố. Ông Hoàng Minh Tuấn, Tổ trưởng Tổ dịch vụ du lịch thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố. Và bà Bùi Thị Ngọc Hà, Kế toán Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố. Đó là các đồng chí trong ban tổ chức của liên hoan. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức liên hoan sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các nghệ nhân, diễn viên về tham gia liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính
mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 2 năm 2024. Thành phố Buôn Ma Thuột có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó cộng đồng đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái chiếm khoảng 3% tổng dân số toàn thành phố. Đã làm cho bức tranh văn hóa của thành phố có thêm nhiều màu sắc sinh động và hấp dẫn. Trong những năm qua, với việc triển khai đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, thành phố đã xây dựng được một đội ngũ nghệ nhân trẻ tiếp cận để đảm nhận trao truyền kinh nghiệm của các thế hệ đi trước thông qua các lớp truyền dạy, đồng thời giúp cho các cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Thái có nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của hát then, của then trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, để từ đó có những biện pháp thiết thực và hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nghệ nhân, diễn viên, then là một nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Thái để phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Một trong những điểm đặc sắc của then là ngôn ngữ ẩn chứa chiều sâu văn hóa. Vì thế nội dung các khúc hát then đều toát lên tư tưởng nhân văn sâu sắc, chứa đựng tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa, dân dạy đạo lý làm người, ca ngợi bản làng quê hương. Giai điệu then sâu lắng, có sức truyền cảm lay động lòng người, âm then đàn tính, nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then mượt mà, rạo rực tạo nên hồn dân ca, dân vũ đặc sắc. Với những giá trị nghệ thuật độc đáo của mình, then đã góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí khát vọng vươn lên, xây đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với ý nghĩa tốt đẹp đó, ngày 12 tháng 12 năm 2019, thực hành then chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức vô cùng phấn khởi và nhiệt liệt chào mừng 14 đội tham gia với 66 tiết mục và hơn 200 nghệ nhân, diễn viên về tham dự liên hoan lần này. Hy vọng rằng với chương trình của các đội có nhiều quang hoa, làm phong phú thêm cho hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố chúng ta, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 2 năm 2024 với tiêu chí đoàn kết, giao lưu và cùng nhau hưởng thụ những sáng tạo văn hóa nghệ thuật dân gian được trình diễn trên sân khấu lần này, mong rằng sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng thưởng thức. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến hội đồng thẩm định, quý vị đại biểu, các nghệ nhân và diễn viên. Tôi tuyên bố khai mạc liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 2 năm 2024. Chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị ban thẩm định của liên hoan. Xin được trân trọng giới thiệu, mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân làm trưởng ban. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Hải Bình, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố làm phó trưởng ban. Mời nghệ nhân Hoàng Nông Thụ làm thành viên. Mời nghệ nhân ưu tú Nông Thanh Hương làm thành viên. Và mời biên đạo múa Phạm Diệp Thu Hà, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk làm thành viên. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban thẩm định của liên hoan, thưa quý vị. Vâng,
Và tiếp theo sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện của 14 đoàn về tham gia liên hoan. Chúng ta sẽ lên sân khấu nhận biểu trưng của liên hoan. Xin được trân trọng kính mời đại diện của 14 đoàn. Kính mời đồng chí Phạm Tiến Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức liên hoan. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Võ Tiến Dũng, tham ủy viên trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố sẽ lên cùng trao biểu trưng cho các đơn vị. Tiến Hưng, trưởng ban tổ chức liên hoan sẽ lên trao biểu trưng cho ban thẩm định. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời khi ta quay ra đây. Từ bài cao khắp ba bài chân thân, sống từ bài cao ba chân thân. Đằng này trời mẹ mừng chúng mừng con là vàng, quay từ bài mưa làng mà tha chán nán mỹ si hà không hà. Thank you.